Các bạn thân mến, hôm nay mình lại tiếp tục giới thiệu các bạn phần shopping, tức là chúng ta là tạo một cái ứng dụng là xây dựng một cái trang bán hàng trên mạng. Thì ở phần trước mình đã nói với các bạn là chúng ta tạo một cái cơ sở dữ liệu rồi. Thì ở phần này các bạn chỉ cần tạo cho thầy một cái bay URL của chúng ta là local hot shopping public. Đấy, shopping public nhá. Rồi cái phần database thì các bạn cho chữ shopping vào đây. Đấy, trong phần default các bạn nhớ sửa hai cái file này. Đấy. Rồi thì bây giờ đến lượt là chúng ta sẽ tạo một cái ứng dụng về sign up của khách hàng trước. Đầu tiên chúng ta sẽ làm từng phần một. Đầu tiên là chúng ta sẽ làm cái sign up của khách hàng. Thì ở đây đầu tiên là chúng ta sẽ tạo cho chúng ta một cái form. Thì để tạo form mà chúng ta không cần lấy ở trên Bootstrap ấy, thì các bạn tải cái phần mềm có tên là Bootstrap Studio. Đấy, cái phần mềm này nó có cái này thì ở trên các trang là có luôn. Trang trên Google là chúng ta chọn vào và chúng ta tải về, chúng ta cài đặt, nó có cả mã chúng ta key luôn. Các bạn chú ý là khi cài đặt xong cái phần này thì chúng ta khởi động Bootstrap Studio để chúng ta tạo một cái form đúng như bên cơ sở dữ liệu chúng ta. Bây giờ thầy tạo một cái nhá. Thế thì để tạo một cái form thì thầy chọn một cái mẫu bên này, mẫu bên bên đây. Đấy, các bạn cứ tải về các bạn cài, nó sẽ có cái mẫu. Thì chúng ta sẽ lấy cái Bootstrap đó ra như thế nào. Rồi bây giờ chúng ta vào đây, chúng ta chọn cho thầy chọn cái nút này nhá. Chúng ta chọn là Here Me. Đấy, bây giờ chúng ta kích rộng vào cái ô màn hình. Ở đây nó có các thiết bị như là mobile này, iPad này, iPad này, màn hình máy tính này, màn hình rộng hơn này. Đấy, chúng ta chọn như thế. Thì ở đây các bạn chỉ cần là sửa thôi, sửa theo cái mẫu mẫu của chúng ta, gồm có phần phần sign up như thế nào thì chúng ta sẽ làm như thế. Đấy. Thì ở đây các bạn thấy là trong cái bảng database của chúng ta, ở đây chúng ta nhấp này lên, chúng ta chạy làm cái check để chúng ta xem có bao nhiêu trường. Đấy, thì chúng ta chọn sign up. Đó, chúng ta chọn chọn nó lên và ta chạy sign up ra. Để chúng ta xem là có bao nhiêu trường kết nối vào đấy. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau nhé. Rồi đầu tiên các bạn chọn cái Here Me nhé, để lấy một cái form Here Me thôi. Còn trong này có nhiều form. Đấy, trong cái bản thân cái file này nó có rất nhiều form. Thì form Here Me là cái form để cho chúng ta tạo tạo các phần trường của nó. Đấy, các bạn nhấp vào đây. Các bạn nhấp vào chỗ này cho thầy nhé. Các bạn ghi cho thầy là sai á. Các bạn ghi thấy cho thầy. Phần này các bạn ghi cho thầy là trường đầu tiên là email. Address. Rồi chúng ta chọn cái này. Email address thì chúng ta bỏ này đi. Các bạn xóa này đi nhá. Các bạn thêm cái này là Ctrl D. Copy ra. Chúng ta kéo cái này lên đây. Và các bạn được cái này. Rồi tiếp theo là các bạn ghi cho thầy cái là password.
ta chọn đây. Rồi chúng ta có thể chọn một cái nữa là tên đầy đủ. Chỗ này chúng ta xóa hết đi. Cái này chúng ta xóa đi. Chúng ta chọn hai cái này. Bạn ấn Ctrl D. Đấy là các bạn copy nó ra được. Cái này các bạn ghi là come plus tiếp theo là chúng ta đến cái phần địa chỉ. Thay cái này cho thầy là address. Xong đến chúng ta lại copy tiếp. Chân D chúng ta ghi cho thầy chữ là city. Rồi xong city rồi nhá. Đấy, chúng ta căn cứ vào cái bảng cơ sở dữ liệu này. Customer gồm có những cái gì? Địa chỉ dòng 1, dòng 2, zip code rồi cell phone. Đấy là chúng ta dựa vào cái đấy để chúng ta tạo ra cái này nhá. Đấy là thầy nói như vậy thì chúng ta tạo ra đã. Xong rồi chúng ta lại tạo tiếp này cho nó nhanh, con chân D tiếp chúng ta sửa là state. Ctrl D tiếp. Rồi đến state rồi đến country. Cứ cài cái Bootstrap Studio ra nhá để dùng nhá, dùng cho nó nhanh. Đó, chỗ này các bạn cài đánh cho thầy là zip code. Rồi phone number.
ta chọn là phone phone no, đó. Rồi còn đây là để chúng ta ghi là chữ submit nhé. Copy ra một cái này nữa. Cái này các bạn kéo lên đây cho làm chữ size up. Rồi chỗ này chúng ta xóa cái này đi. Này chúng ta để được xóa sau được. Rồi đây là cái phần này. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn thử nhé. Chúng ta chọn preview. À, chúng ta ghi cái này vào. Cái này là ghi là size up. Customer. Rồi các bạn thử review xem nhé. Bạn bật cái nút này lên. Các bạn ghi vào. Để nó tạo ra một cái máy ảo. Cái này ta không quan tâm lắm, ta chỉ cần ghi vào thế thôi. Thế sau ghi vào thì chúng ta bắt đầu review lại. Rồi bây giờ chúng ta không vì máy nó nặng ta không dùng cái này thì chúng ta export nó luôn. Các bạn có thể vào đây chọn export option. Ta chọn một thư mục ở trên desktop để chúng ta tạo. Đấy, ta tạo ở đây. Ví dụ như là bây giờ thầy tạo ra một cái là shopping. Cái name này đặt là shopping. Shopping. Rồi bây giờ chúng ta sẽ export lên. Ấn nút này nhé. Đó. Export. Để ta được một cái form luôn. Bây giờ các bạn nhìn chỗ shopping của chúng ta. Đây chúng ta chạy file here me nhé. Sai ấp đúng không? Rồi cái này rất là dễ thôi. Bây giờ các bạn có thể sửa cái này thành trang bán hàng cũng được. Đó. Ta sửa cái này thành trang bán hàng cũng được. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái việc gì? Ở cái shopping này nhé. Các bạn nhớ cho thầy là copy
copy hết tất cả này. Ta chỉ lấy cái hemi thôi, thì các bạn có thể xóa bớt những cái này đi. Tìm đây thể xóa đi. Này, ta xóa đi. Đúng không? Những trang này là trang thừa. Ta sẽ lấy cái này vào. Ta copy cho thầy. Vào ô C. Vào tiếp theo là vào Gen. Rồi tiếp theo là chúng ta vào đây. Sau đó thì các em vào shopping, các em chọn cho thầy chỗ public nhé, chỗ public. Đấy. Các em tạo cho thầy một cái là bây giờ các bạn đi vào trong đây. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái view để nó trở đến shopping public đây, đúng không? Đấy, có bút chat và thứ rồi nha. Hiện đi đây, thế thì ở trong view này, trong view này của chúng ta là tạo chạy dòng welcome. Thì bây giờ các bạn tạo cho thầy thư mục về shop, ta chọn new folder trong view, giống như hôm trước chúng ta là quản lý điểm đấy, chúng ta như là shopping đó. Ok rồi, trong view này các bạn đưa cái Hiami này, các bạn copy kéo nó vào đây rồi nó vào rồi. Bây giờ chúng ta sẽ mở này ra. Đây, đây là trang gọi là form của chúng ta, có đầy đủ cả bootstrap cả header luôn đấy, có đủ luôn nhá. Thế thì thầy sẽ làm như sau. Hiemi này thầy copy ra làm 3 file, thầy ghi làm 3 file nhá. CSS này, thứ nhất là sign up ở đây chấm là PHP. Đó. Ghi CSS ra, đúng không? Ghi ra file mới. CSS thứ hai là header chấm PHP. Ok. Sau đó ta lại ghi tiếp ra CSS footer. Ok rồi, một cái nữa là cái chúng ta tạo ra một cái cho thầy là cái CSS tiếp, một cái thanh menu chúng ta ghi là nama hay na navigation đấy, chúng ta gọi như thế đó. Rồi bây giờ chúng ta vào header nhá. Header thì thầy lấy từ chỗ này đến đây này, phần body này thầy xóa hết, xong đấy, header của chúng ta là xong rồi. Bây giờ trong header này chúng ta mới làm cho thầy chỗ này một ngoặc này bằng này bay url đó, là cái hàm bay url mà chúng ta đặt ở trong file app ấy. Đấy, chúng ta đóng cái này lại. Bây giờ lời nhá, shopping này các bạn xóa chỗ này đi, đường dẫn của nó đến đây shopping, và đóng một cái phẩy trên này, đóng ngoặc lại cho dấu hỏi và chỗ này đấy. Còn chỗ này thì là để nguyên nhé, chỗ này là phông của Google đã để nguyên, chỉ có chỗ nào có public shopping thì chúng ta thay. Cái này các em cũng bằng hỏi bằng bay url phẩy trên đấy, chỗ này phẩy dưới
Rồi, thì chúng ta khi chúng bay URL thì nó sẽ trở đến cái public shopping ở đây rồi. Thế là nó lấy ra được cái style rồi. Đó, nếu là cái file này những file bootstrap để trang trí. Thế là chúng ta đã ghi Ctrl F vào nhá. Rồi, bạn như chỗ này là yes cho thầy. Các bạn ghi cho thầy là size up là quản lý. À, chúng ta ghi là bán hàng. Không, vì thế được. Rồi đến bây giờ đến footer. Footer thì các bạn xóa hết cho thầy đến phần footer. Đó, phần trang chỗ này footer. Và các bạn cũng xóa thầy chỗ này đi. Bằng bay URL phẩy trên xóa đến đây đi, chúng ta cho đến chỗ này. Đó, ok, xong chỗ này nữa bằng bay URL chúng ta phẩy trên đến đây, xóa đến chỗ này. Vì public nó mặc định ở đây rồi, nó đến đây viết đường dẫn rồi. Và chúng ta cho chỗ này. Đó. Chỗ này là vào file theme, theme là dùng nó tạo dáng. Đó, file này bootstrap rồi, bây giờ chúng ta chọn hỏi chấm bằng bay URL shopping. Đấy, việc đầu tiên là chúng ta làm view, sau thì đã làm model, đúng không? Ngon rồi. Thế là chúng ta đã được file footer và header. Bây giờ chúng ta file file menu. Menu thì từ chỗ đây chúng ta xóa từ chỗ này đến hết. Đấy, file menu là đến chỗ này. Đây là ta xóa đi. Ta để file menu này thôi. Đó, thì đây là file menu để lát nữa ta sửa, đúng không? Chúng ta ghi chỗ này là size up. Size up gạch ngang customer. Rồi, cái chỗ này lát nữa để chúng ta làm cái router cho nó chạy vào. Rồi cái phần tiếp theo là phần body. Phần body đây. Footer, header, size up, na là phần form. Chúng ta sẽ xếp hết. Chúng ta ghi là PHP. Ở đây chúng ta sửa cái file HIMI này thành form. Form size up. Đấy, các bạn nhìn thấy. Bây giờ công việc nó rất là tiện, đúng không? Ta cho xóa từ chỗ này đi. Cái này của header ta xóa đi này. Phần body đến chỗ phần này ta xóa đi này. Phần main ở rồi, phần footer đến đây ta xóa đi chỗ này. Đấy. Và bây giờ các bạn đã thấy là nó đã trở về đủ, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái controller để nó chạy ra view. Đó. Các bạn vào trong controller đây. Thế là câu chúng ta rõ ràng làm trong shopping của chúng ta nha, gồm footer, form này. Footer này là dùng chung cho tất cả các trang này. Header dùng chung này, menu cũng na cũng dùng chung này. Chỉ có size up là riêng thôi. Thế sau đó ta làm sign in thì cũng chung footer và size up, chung footer, header và na, đúng không? Chúng ta vào controller, các em tạo cho thầy một cái folder là shopping. Đó, các bạn tạo như thế nha. Rồi bây giờ trong này chúng ta tạo cho thầy cái lớp có tên là
em tạo cho thầy là size up khác tầm viết liền rồi nhé. Size up, controller, namespace để các em đi app. Chúng ta ghi tiếp là controller call app app controller controller rồi chúng ta ghi là shopping ta ghi cho thầy là extend extend ở đây nhá, thì các em chỉ cần bay controller thôi, không cần giống như đợt trước nữa. Chúng ta ghi extend cái này, extend trước là cái bảng trước là chúng ta extend controller, còn bây giờ là chúng ta extend bay bay controller đó. Đây, đây bay controller được chưa? Đó. Chúng ta làm như thế là nó tự động chạy ra. Và bây giờ chúng ta chỉ cần ghi cho thầy là giống như hôm này thôi. Bay controller là nó ra rồi. Ta xem bay controller đấy, bay controller là ra một cái, nó thay thế cái việc mà chúng ta tạo tạo constructor thì nó bay controller là xong. Và bây giờ thì em chỉ cần tạo function, public function, là index. Các em có thể là diện em như là size up đi, sâu size up đây là chúng ta cho dịch cái này vào đây nhé. Bây giờ chúng ta lần lượt gọi từng cái ra một này. Gọi từng cái ra một nhé. Chúng ta gọi là eco view. Eco view này, shopping này. Là đường dẫn của cái view. Đó, xong tiếp tục chúng ta ghi là header. Một cái ta copy từng cái xuống đây, cái này phân đoạn vì là cái bảng 4 này nó rất là hay ở chỗ là ta gọi từng cái một. Đó. Đấy, thầy copy xuống. Có mấy file chúng ta gọi xuống nhà nào, bây giờ header, bây giờ đến na này là cái menu này, tiếp theo là cái size up này, form size up.
tiếp cuối cùng là cái gì, footer. Kế thừa nhau. Đến bây giờ chúng ta sẽ làm cho nó một cái router nhỉ. Rồi, thế bây giờ chúng ta làm xong một cái đấy rồi, bây giờ chúng ta sẽ gì? Sẽ thử chạy nhá. Chúng ta sẽ vào trong phần help của nó. Đấy, các bạn có thể mở ra các bạn dùng. Nào bây giờ các bạn chọn cho thầy cái Google này. Cái này thầy tắt đi cho đỡ nặng. Rồi thì xong cái phần sẽ phần làm form rồi thầy xóa cái này đi được đúng không? Rồi ta xóa cái này đi cho đỡ cho nhẹ nhé. Nếu mà máy tính mà chúng ta mua loại máy khủng thì có thể nó chịu được nghiền hết. Nhưng vì ở đây là máy của thầy nó hơi chậm. Rồi bây giờ chúng ta chọn Google. Chúng ta chọn Cortina. Xóa bớt cái ứng dụng này. Rồi bây giờ các em vào đây, vào chỗ này. Chậm được chậm nhưng mà các em nhìn chậm thì cho nó ngon cho nó nhớ, ta nhớ rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào document nhé, hay là bản 4 hôm trước chúng ta download rồi đúng không? Rồi, chọn document. Thế chúng ta học bằng sách của nó rồi online bên bản 4 này đó. Rồi ở đây các em đánh cho thầy là router insert vào đây. Để xem router này nó đi có giống cái bản trước của thầy dạy các em không. Bản trước thì nó tường minh như vậy. Với bản này thì chúng ta sẽ làm như nào? Router router đây. Ok. Ở đây mình lấy cái hàm này. Ta xóa bớt nó đi, đúng không? Sao chép này. Vào trong config chúng ta chọn router. Rồi bây giờ chúng ta thêm vào đây. Rồi các bạn chọn cho thầy nhé, đánh vào đây là sign up. Andy thì chúng ta xóa đi. Em chỉ cần gạch sign up thôi. Rồi phần này thì chúng ta chọn là đây sign up controller.
hoa thì mình viết chữ hoa nhé, controller. Đó. Rồi hàm sâu, hàm của nó của chúng ta trong bên trong, bên trong là gì, bên trong là sâu size up đã copy ra đây, rồi chúng ta vào. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chạy shopping xem. Lô có. Ta làm từng bước một shopping. Rồi public. Đây ra cái này đúng không? Rồi bây giờ chúng ta vào size up nhé. Đó, bảo chưa thấy cả. Nên là thầy size up. Size up controller. Copy đoạn này ra. Bản này nó khác với bản trước, phía trước một ít. Nhưng mà chỗ này thì chúng ta phải thêm một cái nữa, không biết là có được không nhỉ, đây là shopping. Đó, ta thử nha, thử bao giờ chạy được thì thôi. Rồi bây giờ chúng ta chạy ra rồi. Đó, ngon chưa, và bản này không còn chữ index ở đây nữa. Ngon đấy nhá. Đây. Ngon ghê nhỉ. Đúng các em. Đấy, rồi chúng ta đưa được ra cái này. Còn các việc khác bên bên làm phần mô đồ đều giống như là cái phần kia. Thì thầy cắt ngắn ở cái video này tại đây nhá. Chúng ta ghi shopping này. Sign up đây. Đấy. Sign customer, ngon lành cành đào đúng không? Rồi. Tên miền tại đây là HTTP Shopping Public Sign Up. Đấy. Nghĩa là ta đã đặt cái đường dẫn này vào đây, Sign Up đây rồi. Đúng các em. Ngon lành gạch đào luôn, đúng không? Đấy, là được Sign Up. Vậy cái gạch này là gạch tiếp ở Public nhá. Rồi bây giờ thầy nói này. Gạch đây là gạch ở đây. Đấy. Từng vào đây. Đấy, các em nhìn thấy nó gọi luôn cả header cả footer ra. Bây giờ chúng ta quay về size controller đây, chúng ta thấy view từng phần một, sau này ta chuyển biến cũng vào từng phần một, nó tách ra cho chúng ta dễ làm. Đấy. Tách ra cho dễ làm đúng không? Vậy thầy chào các em nhé, chào các em ở cái bài này, các em làm cho thầy cái bài này và sau thì chúng ta sẽ làm tiếp cái bài tiếp theo.